Xin chào mọi người. Lời đầu tiên, chân thành cảm ơn bạn Nguyễn Âm Thanh, hội viên VIP Pro Group Zalo. Sáng nay mới chuyển khoản ủng hộ tiền cho tớ. Cảm ơn Nguyễn Âm Thanh rất nhiều. Thần Y ở rễ chương 5572 đến chương 5573. Dân mạc dậy sóng. Hiện trường của đại hội đã hỗn loạn đến cực độ, không cách nào tổ chức trở lại. Thậm chí, toàn bộ núi Thánh Huyền đều tràn ngập sự bất an. Hội trưởng đại hội lửa giận ngút trời. Vẻ mặt hắn vô cảm, vội vàng trở về đỉnh núi. Mà giờ khắc này, đám cao tầng của đại hội cũng tụ họp đầy đủ. Xử lý mọi chuyện như thế nào rồi? Hội trưởng ngồi tại trong cung điện vỡ nát, lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người phía dưới, trực tiếp hỏi. Khởi bẩm hội trưởng, những người phía sau núi để đã xử lý sạch sẽ. Về phần những người bỏ chạy kia, chúng tôi đã phái người đi giải quyết. Chẳng qua trước mắt xem ra, bản có khả năng đã đem tin tức nơi này tiết lộ ra ngoài. Một người phụ nữ đi lên phía trước ôm quyền nói. Mặc dù cô ta đã cố gắng để cho mình bình tĩnh, nhưng giọng điệu khi nói chuyện vẫn có chút run rẩy. Hội trưởng lặng lẽ nhìn cô ta chầm chầm. Người phụ nữ kia đứng im tại chỗ, trên đầu tuôn tràn mồ hôi. Một lát sau, cô ta không chịu được nữa, bịt một tiếng quỳ trên mặt đất. Hội trưởng, xin bớt giận, chúng tôi đã dốc hết toàn lực giải quyết chuyện này. Những người còn lại thấy thế, cố vội vàng quỳ trên mặt đất, dập đầu lia lịa, không một ai dám ngẩng lên. Hội trưởng hừ lại một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Các người không cần cảm thấy sợ hãi, bốn tòa sẽ không ra tay với các người. Về phần Huyền Dương bọn hắn, đó cũng là bất đắc dĩ. Chúng ta thì tên khốn kiếp kia đã đăng cấp bí pháp của Khải Nguyên, có khả năng thi triển Thiên Ma Giáng Lâm Tuyết. Một khi để hắn thi triển thành công, như vậy sẽ có nhiều người của đại hội chúng ta hy sinh. Bốn tòa đây là vì đại nghĩa mà bỏ lời nhỏ. Hy vọng các người có thể hiểu. Hội trưởng An Minh, đám người đồng thanh hét lên. Về phần những người kia, nếu có thể xử lý đương nhiên là không gì tốt hơn. Nếu như không thể xử lý, các người có thể tìm phương án khác để giải quyết. Hội trưởng đại nhân, ngài nói là phương án giải quyết người nào? Có người cẩn thận hỏi. Hội trưởng trầm mặc một lát, khàn giọng nói ra. Mục đích chủ yếu nhất của tên tặc nhân lén vào đại hội chúng ta kia chính là muốn hủy hoại thanh danh của đại hội chúng ta. Nói như vậy, chúng ta liền đánh đòn phủ đầu, chủ động xuất kích, lập tức vận dụng tất cả năng lực mà đại hội có thể sử dụng, lập tức thông báo rộng rãi. Đại hội chúng ta đã gặp phải sự công kích xưa nay chưa từng có. Như vậy, cho dù tên tặc nhân đem mọi chuyện công bố lên Internet và trình cho tất cả mọi người, cái gọi là chân tướng cũng sẽ không có bao nhiêu người tin tưởng. Nhưng chúng ta bây giờ, ngay cả thân phận của kẻ gọi là tặc nhân kia cũng không biết. Lại có người nói ra, hội trưởng cau mày chìm vào suy tư. Đến lúc này, một đám người đi vào đại điện. Đám người đồng loạt nhìn lại. Cho thấy giữa những người này khiêng theo một cái quan tài đỏ như máu. Hội trưởng giật mình, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm người dẫn đầu. Triệu Tường, đây là cái gì? Khởi bấm hội trưởng, đây là quan tài được lấy từ mật thất của Khải Uyên đại nhân. Thuộc hạ cảm thấy đây không phải là vật của Khải Uyên đại nhân, có thể là người kia để lại, bởi vậy đã mang đến giao cho hội trưởng đại nhân ngài, hy vọng có thể tìm thấy thứ gì đó. Triệu Tường ôn quyền nói ra. Mọi người khẽ giật mình, ánh mắt nhìn chằm chằm cái quan tài. Hội trưởng bước xuống bậc thang, nhìn chằm chằm vào quan tài. Đột nhiên hắn giống như ngửi được cái gì đó, sắc mặt không khỏi đờ ra, lúc này quát khẽ. Đem quan tài mở ra nhanh. Vâng. Triệu Tường không tránh chần chờ, liền vội vàng đem quan tài mở ra. Thế nhưng nháy mắt khi quan tài vừa mở ra, tất cả mọi người đều kinh hãi giật nảy mình. Bên trong rõ ràng là một người bị lột da, bị vết máu, nhưng huyết nhân này đã không còn sinh cơ. Từ khuôn mặt méo mó cùng thương thế khắp cả người, không thể tưởng tượng nổi hắn khi còn sống đã gặp phải tra tấn như thế nào. Đúng lúc này, hai mắt hội trưởng đại hội đột nhiên trở nên đỏ như máu. Lớp mọi người ở đây đang khó hiểu, hội trưởng đột nhiên khàn giọng hét lên một tiếng, con trai! Sự hỗn loạn của đại hội, cho dù đã cố tình che giấu, nhưng vẫn lan rộng khắp giới võ đạo Long Quốc với tốc độ chóng mặt. Thậm chí, ngay cả nước ngoài đều đã xôn xao. Nhất là trên web đen, trước mắt đã triệt để sôi trào. Tin cực nóng, đại hội lần này
không thể tổ chức thuận lợi. Hội trưởng đại hội tức giận đã phát động toàn bộ năng lực của đại hội truy nã người thành Bí. Hàng tiết này vừa được đăng lên, nháy mắt đã nhận được hàng nghìn bình luận phản hồi. Phần lớn phản hồi đều là đến từ võ giả Long Quốc, thậm chí có không ít cư dân mạng ở nước ngoài cũng tham dự vào. Do đó thì hai chữ đại hội đối với giới võ đạo tại trên hành tinh này có lực ảnh hưởng quá lớn. Truy nã người thành Bí sao? Người thành Bí nào vậy chứ? Chẳng lẽ là có người quấy nhiễu việc triệu tập đại hội tổ chức hay sao? Lập tức có dân mạng hỏi thăm. Không phải, nghe nói có một người mặc áo choàng màu đen lén vào bên trong của Tấn Huyền, trắng trợn tàn sát người của đại hội. Đến đại hội lần này triệt để phá hư, hội trưởng của đại hội đều ra bạch nhưng vẫn để cho người mặc áo choàng bỏ trốn. Bởi vậy đại hội lần này vừa mới được tiến hành liền kết thúc. Thật hay giả vậy chứ? Muốn gạt người sao? Người nào lại dám chạy đến núi Tấn Huyền làm loạn được chứ? Đây chính là đại hội an, nhất định là giả rồi. Anh đăng loạt bài này rõ ràng là đang bôi nhọ danh dự của đại hội để cho người đại hội nhìn thấy. Cẩn thận, người của đại hội sẽ tìm anh gây phiền phức đó. Chủ tập biết nên nhanh chóng xóa bài đi. Không biết dân mạng không hề tin vào chuyện này. Cho đến nửa giờ sau, một cư dân mạng bất ngờ đăng tải một đoạn video. Nội dung của đoạn video kia chính là diễn ra tại núi Thánh Huyền. Hình ảnh trong video là lúc ngọn núi vỡ nát cùng các phòng ốc đổ sụp trong trận đại chiến. Mặc dù trong video không xuất hiện một người nào, nhưng chỉ với hình ảnh này đủ để chứng minh bên trên núi Thánh Huyền đang trải qua trận đại chiến. Trong lúc nhất thời, tất cả bình luận nghi ngờ đều biến mất. Vô số cư dân mạng đều chấn kinh trước cảnh tượng này. Thật sự có người làm loạn tại trên núi Thánh Huyền như vậy được sao? Điên rồi đúng không? Tuy nhiên, một giây tiếp theo, một lượng lớn bài đăng đã hết sức ăn ý đồng loạt đăng trên web đen. Tin nóng đã được xác nhận, người mặc áo choàng có thể là Lâm Thành Y. Lâm Thành Y vì trả thù đại hội, không biết gì là phá hư đại hội tổ chức lần này, thậm chí còn tàn sát vô số người tham gia đại hội. Mọi người nhất định phải cẩn thận. Ngay khi tin này được đăng lên, cư dân mạng lại một lần nữa bị sốc. Cái gì? Chủ Tóc Bích, anh nói là người phá đối đại hội là Lâm Thành Y sao? Đừng tin, chủ Tóc Bích này là nít ảo, khẳng định là kẻ muốn tung tin đồn nhảm về Lâm Thành Y. Tiểu Hắc Tử, cậu thế mà chạy vào đây nói bậy, khẳng định tôi sẽ vào người bắt cậu. Đợi khi tìm được cậu, nhất định phải dạy cho cậu một bài học nhớ đời. Anh là người của đại hội đúng không? Lâm Thành Y cùng đại hội vốn đã có mâu thuẫn, chúng tôi cũng biết. Chẳng qua ân oán thì ân oán, nhưng làm như thế này thực sự không có ý nghĩa gì. Không sai, chúng tôi không quan tâm tới ân oán giữa các người, nhưng Lâm Thành Y thực sự đã làm rất nhiều chuyện tốt có ích cho xã hội này hơn nhiều so với một số tổ chức chỉ biết ba hoa chích chòe, suốt ngày đem trật tự hòa bình treo trên miệng. Không ít cư dân mạng để đứng về phía Lâm Thành Y. So với đại hội cao cao tại thượng thì Lâm Thành Y hiển nhiên có năng lượng cao hơn trong lòng bọn họ. Tuy nhiên lúc này cư dân mạng lại đăng lên một video khác. Đoạn video này khác với hình ảnh núi sập đất lở, nhà cửa tan hoang đã được đăng trước đó, mà là một cảnh tượng giết người. Bên trong video, một người mặc áo choàng máu me khắp người đang tàn sát một nhóm người đến tham gia đại hội. Mà từ gương mặt lộ ra của người mặc áo choàng kia cực giống với khuôn mặt của Lâm Thành Y. Chỉ một nháy mắt, toàn bộ web đen đều xôn xao. Làm sao có thể thật sự là Lâm Thành Y sao? Cậu ấy tàn sát là tàn sát những người vô tội này chứ. Tất cả mọi người đều không cách nào tiếp nhận được